Chào chú anh chị quý khán giả đến kênh em nha. Nay em sẽ quay cho em cưa cây dinh dên hay gọi là sâu đen nha chú anh chị ơi. Cây rất là khủng nha, hoành phải từ gốc này phải từ 200 trở lên nha chú anh chị. Còn lên thân nó còn tới 180, 190 đó chú anh chị, rất khủng nha. Đó. Rất là cao tròn nha chú anh chị ơi. Cái cây này có cái ổ ong ở trên này nha chú anh chị. Cha con em đã đuổi hết mấy lần rồi, giờ nó còn bu lên chút xíu nè. Giờ cầm chai thuốc xịt lên xịt cho nó chết luôn nha. Ong này nó quá trời lì vậy. Rồi, bây giờ cho em đang chuẩn bị dây với công VTB và bộ móng mới lên cái cây nha chú anh chị. Cây này nhánh nó cũng có nhiều nữa, cho em sẽ lên mé bớt nhánh để cho nó nghiêng nặng về bên đây nha. Sẽ dùng máy tờ không cái máy kéo cây đó kéo cho nó gớt qua đây nha chú anh chị. Tại bây giờ cái cây này nó đang nặng nghiêng về bển đó nên cho em phải lên mé mới được. Cái bộ móng mà cho em sử dụng là có thể đi mọi loại cây nha chú chị, bên em có nhận làm nha. Cô chú anh chị nào cần liên hệ để số điện thoại đường link tả chú anh chị ơi. Cùng với đó có cái sợi dây dài 17 ly nha chú anh chị. Rồi giờ cha em đang chuẩn bị công đoạn đem móng nha chú anh chị. Cây này khá là bự nha chú anh chị, rất là to nha. Để em chào chú anh chị coi tiền sao kêu gọi sao đen nha chú anh chị. Chú anh chị thấy không, đang thui lụi luôn nè. Cái này là tàn tích đốt ong. Đây là đốt cái bụi ong này chú anh chị, đốt rất là bự nha. Cái tàn ong lúc đó là rất là to nha chú anh chị, nó coi ra gan là cái cục nó bự bằng lâu cái cục này nó gì nó trồi quay như nè. Mà đốt giờ nó còn có một nhúm chút xíu đó, để em dâm cho chú anh chị coi nè. À nó còn có một cái nhúm nhỏ này thôi nè. Đó. Còn đúng con cục thôi đó mà nó không chịu đi đó. Bây giờ cho em cầm cái thuốc lên xịt cho đi luôn nè. Trời ơi, còn cái nè, còn cái tàn nữa. Cái tàn mới phẩm mới gấp chú chị. Cháy quéo vô này. Đó, do bên đây là cái đường đi nè chú chị, bên đây là cái miếu thờ luôn nè. Có cái ly hương nè, có thêm cộng dây điện này chú chị, nên là cha sẽ lên mé bớt một nhánh này nha chú chị. Nhánh bự nghiêng rồi nè, nhánh này nó nghiêng qua đây quá trời luôn. Rồi, đó, cho nó ngã hay chân con trống này chú chị. Do cái cây nó đang có cái độ nặng giật của nhánh này nó nghiêng về đây đó, nên cha phải lên mé mới được. Bây giờ cha bắt đầu lên cây chú chị đó, đã dùng công nghệ tăng giảm lên nha. Đi rồi. Giỏi thay, dây này khá là trơn chú chị. Thôi cha em lên gần tới tổ ong nha chú chị ơi. Đây, địch ở trên còn ta ở dưới nha cô chú anh chị. Rồi chú anh chị xem video thấy hay hoặc là thấy giam cực hay yêu thích kênh của em á, thì xin like và đăng ký chú chị ạ. Để em có thêm động lực ra những video mới không dụng viên cùng xem nha. Cảm ơn chú anh chị rất là nhiều. Một like và đăng ký nó không có tốn tiền mất thời gian chú anh chị nhiều đâu chú chị, mà nó giúp em có rất nhiều động lực nha. Rồi bây giờ chú anh chị cùng xem cho em xử lý nha. Thì chỗ ông nó còn có miếng nữa thôi à. Ông này lông mặt nha chú anh chị chứ không phải lông thường đâu. Ý nó bay ra kìa à. Đó, giờ cha em lên xịt thuốc nè. Phê quá lắm luôn rồi đó. Thuốc có thuốc là vô rất là phê luôn nha chú anh chị. Ờ nó bay nheo con chân chú chị quá trời luôn kìa. Nè, nó bay túa xua chân nè. Nheo con nhỏ nhỏ chân nè, thấy không? Rồi nó đi hết luôn rồi chú anh chị ơi. Thịt nó còn có cái tàn chút xíu lên nè. Còn con nhấm nè. Miếng thuốc rồi nó đi hết rồi. Lấy gì cười. Rồi bây giờ cho em tới ngay cổ ong mới nha chị. Rồi còn cái nhẵn này hoài à. Là kéo máy cưa lên cắt cái nhánh nó chỗ đi luôn nha chú anh chị. Rồi giờ cho em kéo máy cưa lên cắt cái nhánh này nha chú anh chị ơi. Cái máy cưa sử dụng cái máy G375 nha chú anh chị. Là sử dụng 15 trên cưa tin nha. Xiết 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 cũng được. Không có thuốc là nó bu liền rồi. Tại vì mém gài đốt hôm qua nay nó làm quạo đó chú anh chị. Rồi, rớt luôn chú chị ơi, rớt luôn.
sập rồi. Trời ơi trời dướng rồi. Quá bậy rồi. Không chỉ xuống nó dính rồi cái đọt rồi chứ kìa. Rồi giờ cha em khởi động máy cưa để mà cắt mấy cái tàu dừa nha. Rồi giờ cha em bắt đầu lên cao lên xử lý cái nhánh nha chú anh chị ơi. Nãy giờ ông nó còn dặn nó bố túi 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 xung quanh quẹt xịt thuốc liên tục vậy. À, cha con em là chỉ chiên gì hạ cây thôi chứ không có chiên gì bật ong chú anh chị. Là xử lý ong này hơi dở nha. Rồi rồi vậy là chú cha em chuẩn bị cắt ngay đây luôn nha chú chị, em phải né chỗ khác qua được. Rồi em chạy qua đây quay chú chị coi nha, tại cái nhánh nó rớt cái chân chỗ em đứng luôn á. Này nó hơi cháy nắng chứ nghe chú chị xem cảm nghe em cái. Cháy nắng tới hù chú chị. Mở miệng xong rồi chú anh chị ơi. Rồi chuẩn bị đất rồi chú anh chị ơi. Rồi chọc qua anh kia chú anh chị. Bây giờ chuẩn bị đất nè. Bê vô. Cắt nhanh trên mà nhanh trên chưa đứt dưới nước trước rồi. Rồi nó bê kìa chút chơi, nó bê xuống kìa, nó bê xuống rồi. Xuống luôn, sập luôn. Bơi xuống. Ừ. Quả im luôn chú anh chị ơi, vừa chém mía còn mía điện luôn kìa. Vừa chém mía còn mía điện lung linh thôi, chưa đứt. Quá dữ cái đọt luôn chứ gì, nguyên cái đọt bự luôn. Mấy con ông chuyến này là đi luôn rồi đó chú anh chị ơi. Nó hết nhà để ở luôn rồi đó. Rồi bây giờ em đổi qua hướng bên đây được bớt một sáng rồi chú anh chị, ở đây nhìn thấy rõ hơn rồi nè. Rồi bây giờ cha em đang cuộc không dây để chuẩn bị kéo nguyên một cây về bên đây luôn chú anh chị. Cái này cuộc kia là xuống giải quyết nguyên một cái cây dài này cho nó qua thành đây luôn cái một nha. Cây khá là cao chú anh chị. Rồi bây giờ cha em chắc thêm cái nạn chỗ cái nạn hai đó chú anh chị thấy không? Chỗ nạn hai đây nè, đây chỗ kia này chú anh chị. Cắt thêm cái nạn hai đó nữa cho nó bẻ ở trong này nha chú chị, cho nó tránh cái đường dây điện ngoài này nè chú chị. Đây có đường dây điện này chú chị ạ. Đó, cho nó né đường dây điện này ra. Chứ mà để nguyên cái cây nó tàn xuống, không có nhánh nó dướng chúng. Ôi, đứt rồi. Một nhánh nhỏ. Rồi, vậy là cho em cứ có nhánh nhỏ rồi chú chị. Bây giờ leo xuống hạ gốc nguyên cây luôn rồi chú chị ơi. Cây khá là cao chú anh chị, cây này bước chừng khoảng chừng nào đó mà 20 thước đâu rồi chú anh chị, đâu có 20 thước đâu đó thôi. Em thì không dám chắc là nó cao hơn thôi nên chỉ nói ở chừng đó thôi. Rồi vậy là cha em đi qua cây dừa luôn kìa chú anh chị ơi. Chứ rồi giờ là cha em chèo qua cây dừa luôn chú anh chị ơi, chèo qua dừa bẻ tính bẻ dừa luôn hay gì á, chuyên môn cưa cây và chuyển qua bẻ dừa luôn chú anh chị ơi. Còn trái nữa. Rồi, hai trái dừa khô. Ô có mọng luôn rồi kìa. Rồi bây giờ cha em bắt đầu xuống hạ gốc này chính gì vậy? Rồi, xe củi vừa ra ngoài luôn, chuẩn bị xe củi đi vô là kéo được luôn. Rồi cha em xuống tới đất nha chính gì vậy? Cái xe củi thì ra ngoài đó đổ củi à. Lát nữa là vừa vô đây là xe củi vừa không có củi trên xe đó lúc đó là nhẹ kéo đó chú chị.
và kéo luôn cái cây này đi qua hướng bên đó luôn. Rồi giờ bắt đầu tiến hành hạ gốc nha chú chị ơi. Cái máy dùng là hạ gốc là cái máy G4 ngữ nha chú chị, làm sử dụng là làm huê nè 7 tắc ngữ nha chú chị, rất là dài luôn nha. Không cho nó tạt qua đây nha, chịu đem lát cho có lực bật mặt thẳng mà bỏ luôn chứ nó không ngã bậy liền nha. Đóng về chắc ăn thằng thằng ăn nghệ thuật thì mình nhiều hơn đó chú anh chị. Góc mà chú anh chị ra ký hiệu để cho mấy anh mà nó bị nha chú chị, bắt đầu cưa hạ đứt gốc nha chú chị ơi.
rồi bắt gốc rồi. Quá im luôn. Ê, quá dữ rồi. Ok luôn chú về. Cày quá khủng rồi. Hồi nãy nhìn nó đứng đón quanh 200 mà giờ xuống đất thấy này có phải cỡ 250 nha chú anh chị. Rất là khủng nha chú anh chị. 250 hoành nha chú anh chị. Quá trời dài luôn chú chị. Đâu đó cỡ 20 thước hay mấy thước nha. Rồi, video đem đây xin tạm dừng nha chú anh chị. Cô chú anh chị nào xem video hay hãy cho em cái like, yêu thích kênh của em cho xin like đăng ký chú anh chị. Em có thêm động lực cho những video mới hơn, dù chú anh chị cùng xem nha. Chú nhớ chú anh chị nhớ chú xem chú thông báo xem clip mới nhất của em nha. Ai cây siêu trò siêu khó gần nhà dây điện hay cực nhà đó khó cư hạ cần hạ liên hệ cho em nha. Xin tạm để lên tải chú anh chị. Xin chào hẹn gặp lại chú chị clip sau nha. Cảm ơn chú chị rất nhiều.